Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay thì tranh thủ buổi sáng mình nghỉ không đi làm, mình sẽ chia sẻ các bạn cách cách chăm cái phôi giấy này. Đó là những cái phôi nha, phôi giấy Mỹ. Đây, đây đây nè các bạn. Đó. Thì những cái phôi này các bạn thấy là cái cơ đọt nó yếu không các bạn? Tại vì từ bữa giờ mình trồng, từ lúc trồng là mình chỉ tưới kích rễ thôi, và mình cũng chưa có vô phân. Thì đối với những cái phôi vậy mà các bạn muốn ghép thành một cái cây hoa giấy hoàn chỉnh như này thì các bạn phải, trước khi ghép thì các bạn phải để cho một có một cái cây giấy hoàn chỉnh như vậy bên kia nữa các bạn. Đó. Đó. Thì các bạn phải, trước khi ghép các bạn phải chuẩn bị trước ha, cái bo ghép và cái thân ghép thì các bạn phải cắt nước và cắt phân trong tầm từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tốt hơn là 2 tháng các bạn. Còn cái giấy này thì mình chưa có vô phân thì có nhiều cái cách ghép lắm, và hiện nay thì mình đang áp dụng cái phương pháp là ghép đọt non ha. Thì khi nào mà nó hiệu quả, nó thành công rồi mà nó đem lại cái hiệu quả rồi á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn ha. Đó thì mình ở đây mình còn 5 chậu, 4 chậu là mình chưa có tưới phân. Thì bây giờ mình sẽ tưới phân, hướng dẫn các bạn mình sẽ sử dụng là phân gì mình tưới phân, rồi mình dưỡng là một thời gian nữa ha. Rồi và mình mới tiến hành là mình ghép. Thì 4 chậu này mình sẽ ghép áp áp da ha. Thì đây. Đó, đây. Nó hơi nắng các bạn. Đây. Còn đây là 2 chậu trong cái 6 cái phôi bữa mình mua trên mạng ha. Thì ngày hôm nay mình cũng quay cho các bạn xem. Mình cũng chưa có cập nhật những cái bo ghép này. Thì cái này là mình ghép nhánh non các bạn. Thì mình ghép từ bữa giờ là hơn hơn 1 tuần rồi các bạn. Thấy đọt nó đi rồi mà mình cũng chưa có cắt. Đầu lá nó đi thêm một xíu xíu nữa mình sẽ cắt ra để mình quay cho bạn xem. Này, cây này cái bo này. Cái bo này gần tuần. Mấy cái bo trên này hơn tuần. Thì cái đây là cái cách ghép đọt non ha. Như vậy thì cái ghép đọt non này thì mình trong quá trình mình ghép mình cũng tưới nước đồ, mình xịt nước mình tưới đồ các bạn. Rồi mình tưới tưới phân vô gốc luôn, mình không có kiêng cữ gì hết. Nó vẫn dính ha. Đó. Mình khi nào có kết quả thực tế mình sẽ quay clip các bạn xem. Còn ở đây mình sẽ tiếp tục dưỡng. Có gì mình có thể, nếu mà cái nhánh này to khỏe rồi đó thì mình sẽ ghép vô nhánh thôi, hoặc là mình ghép áp vô cái hăng này đó. Thì phương pháp nào nó cũng có cái lợi và cái hại riêng đó. Thì ở trong chủ đề video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn là theo 2 hướng. Một là mình ghép đọt non thì mình vô phân mình chăm trực tiếp luôn đó, hai còn ghép trực tiếp luôn không có tốn thời gian chờ đợi. Còn hai là mình ghép vào mắt ấy. Vào hăng chính thì các bạn phải kiêng cắt cái nước cắt phân đó. Rồi loại phân ở đây mình sử dụng là mình có sử dụng đạm cá ha. Đạm cá này mình có tưới cái ăn quả luôn các bạn, tưới mang cục luôn đó. Cái này nó hôi lắm nha các bạn. Rồi ở đây mình sử dụng đạm cá với phân hữu cơ khoáng ha, hữu cơ khoáng cái lít mít mình bỏ, mình bỏ cho cây mít rồi. Ngày hôm nay mình cũng bỏ cho cái cây giấy luôn, mình sẽ tưới nhẹ những cái phôi này vừa phải à. Tránh tưới nhiều quá lãng phí. Bạn sử dụng đạm cá thì bạn tưới cũng được, và bạn xịt cũng, bạn phun cũng được ha. Còn ở đây là phân hữu cơ khoáng ha, mình cho một ít thôi các bạn. Đó. Cái này là mình tiếp tục mình nuôi cái phôi ha. Và mình cũng nhắc lại với các bạn là khi mà mình dùng cái phương pháp này á, là mình không có ghép nhánh cành bánh tẻ được đâu nha các bạn. Mình dùng cái phương pháp này là mình phải, khi mà mình muốn ghép cành bánh tẻ cho nó nhanh lên á thì mình phải đợi một thời gian. Như mình đã nói rồi, cách phân là mình bỏ khoảng tầm từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì mình mới tiến hành mình ghép, thì nó mới đem lại hiệu quả. Cắt nước, cái phân cắt nước ha. Đó. Còn những cái bo ghép ở bên đọt non là mình bỏ trực tiếp luôn, bỏ trước và sau khi ghép luôn, nhưng mà bỏ một lượng ít thôi. Cho luôn cái cây này đi. Tỏ lửa của mình dưới cây tím tuyết.
Đây là hai hai cái chậu mà mình sử dụng cái phương pháp là ghép đột non này. Thì ngày hôm nay mình cũng cho nó ăn phân luôn. Đó. Mấy nay mình lúc trước khi ghép thì cũng lu bu quá chưa cho nó ăn phân. Đó. Cái này mình cho nó ăn phân là mình tứ cái hàng đạm cá ha. Nhưng mà các bạn phải để xa chứ để gần nó trong nhà nó hôi dữ lắm, chịu không nổi đâu. Đó. Mình đang để vô mát nè. Phương pháp ghép đột non này mà nếu mà trời nó không quá nắng bạn để ngoài cũng được. Nhưng mà bạn để ngoài mà nắng quá bạn cũng phải che. Ha. Tốt nhất là trong điều kiện bóng râm như vậy thì nó sẽ phát triển tốt ha. Đó. Đây là cái phương pháp ghép đột non mà mình trong quá trình mà mình trước khi ghép hoặc là sau khi ghép mình đều bón phân hết, mình không có kiêng cữ gì hết các bạn. Nước tưới bình thường luôn ha. Đó. Thậm chí là cái bịch nè các bạn không? Mình xịt nước trong cái bịch luôn trước khi mình ghép cho nó động nước bên trong ha, để nó mát cái bò. Đây là cái hồng găng mà mình cũng chưa có ha, lúc mua giờ mình cũng chưa có sang chậu cho nó lu bu quá. Đó. Sư tư đậm cá sao ha. Hiếm tiếc đang chọ bông luôn ha. Đang chọ bông thì khi mà nói chọ bông thì các bạn rưới một tí xíu kali mướt giống như tiêu mướt đỏ vậy, nó giống giống như dạng bột để mình kích bông cho cái bông nó đẹp, nó lâu tàn ha, chất lượng bông nó đẹp. Đây là cây cẩm hạch tím, chậu này hơi nhỏ các bạn, cẩm hạch tím ha. Cái nào hiếu phân mình đổ mình cho nó ăn sao. Cái này mình vô phân là các bạn có thể tưới thêm 30-10-10 hoặc là DAB ở trong cái giai đoạn mà bạn muốn cành nhánh nó phát triển to, mình muốn dưỡng cành. Mình tự đậm cá. Đây là Sakura Belacam. Cái này là phôi, mình tự trồng. Mình các bạn tưới phân, các bạn tưới sáng sớm mặt chiều mát. Giờ mình xong mình tưới xong mình đi làm à. Không có chiều mưa mình cũng không có lúc rảnh. Ồ cây tím tuyết đẹp ghê các bạn. Bông quá trời bông. Cái chậu tím tuyết này mình chơi theo cái dáng rũ các bạn. Mình không có tỉa sát. Mình cho nó rũ xuống, nhưng mà rũ xuống như vậy thì bông thì nó sẽ không có đặc. Bông thì nó sẽ không có đặc bằng các bạn tạo tạo tàn như vậy. Mình tạo tàn như cái bụi đây. Chậu này là mình lúc mình mua người ta ghép mấy màu nữa các bạn. Còn cái này là mình tạo tàn nè, mình tỉa tàn nè. Cái này nó sẽ khi mà nó ra bông thì nó sẽ đặc đặc đẹp luôn ha các bạn. Đó. Còn cái này là mình cũng chơi là tỉa tỉa xa là mình cho nó rũ xuống nè. Còn cái cây Sakura bên kia là mình tỉa cho nó gọn rồi nè. Đó, mỗi cái thì nó sẽ có cái vẻ đẹp riêng ha. Hả? Cái cây Sakura này mà mình để mình lấy cái nha. Mình lấy cái bo nên mình chưa có cắt, chứ cây này mình cũng sẽ tỉa gọn lại luôn ha. Đó, mình để mấy cái bo non này để mình lấy mình ghép nè. Đó. Rũ xuống thì nó có vẻ đẹp của cái rũ, còn mà ăn tỉa gọn thì nó sẽ có cái đẹp, vẻ đẹp riêng của nó ha. Mỗi cái nó sẽ có vẻ đẹp riêng. Đó. Đó thì chắc cũng tới giờ mình cũng tạm dừng video ha. Chào các bạn và hẹn các bạn trong clip tiếp sau các bạn.